Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Là chú kênh này, ngày hôm nay mình sẽ làm về một video về việc anh Tiến Hạnh này trên đây chính là bị mất channel chúng ta bắt đầu như nào. Kính chào các bằng hữu gần xa. Và hôm nay tôi có một thông báo cực kỳ quan trọng với các bạn ở Minecraft cũng như các channel Minecraft và YouTuber. Như YouTuber, các bạn hãy biết một điều là các bạn nên cẩn thận với hình đặt cao của các bạn. Minecraft có tên là Tuấn Khó Đỡ đã nói về việc anh Tiến Hạnh là chính anh chính đang bị mất YouTuber và những số người xem cái mã số nó trơn luôn, nó gồm 8 chữ số làm, do Google đã bị mất vào sáng ngày hôm kia. Nếu các bạn cẩn thận vào sáng ngày hôm kia thì mình bữa tối mình mới biết rằng là anh Tiến Hạnh trên này chính là bị mất YouTuber. Mình cũng không có sợ hết, tại mình có cái ấy, đương nhiên mình không bị ấy rồi. Bảo mật, còn nếu các bạn không bảo mật được thì các bạn nhớ inbox cái fanpage hoặc là cái inbox cho mình, tôi bắt đầu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo mật. YouTuber thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn bước lên tiếng hết trơn mà nó tiếng mình sẽ cho các bạn xem. Đây, có đây là bữa mini của Thành đã bị tụi nó đổi thành Somalama và nó có ba cái thằng bạn của nó. Đây ba cái thằng bạn của nó đây, mình cũng không biết là các bạn đừng có vào channel của Thành để chửi nha bạn, cũng rất là buồn cho nó bị hack channel và nó bị post mấy cái nhảm này nè. Và nhìn biết là tại sao mình biết rằng thằng Thành nó post là nó post một cái affection Matthew, cái từ này là giống như từ nước ngoài đó, chứ là từ nè. Và nó để cái để các bạn con đã biết chúng ta sẽ đến với channel mà Nguyễn Thành nước ngoài nó. Và đây là kênh của anh Tiến Hạnh, cũng là kênh của thằng đã hát anh Tiến Hạnh. Nó đã những clip tàu lao tiếng Anh rồi Ethan Mountfield, Ethan Ichichi, Ethan Supernoi, nói chung là mình cũng có hiểu. Bây giờ con lâu không đỡ đâu mà đánh nhau tỏ thấy không ạ, đỡ đánh nhau lõng xả luôn con. Có nhiều youtuber cũng chửi đó nào như vậy bọn mình tiếng Anh giỏi quá nè đó, có nhiều youtuber khác ai cũng chửi, cũng có mình nữa. Mình cũng chỉ nó rất là nhiều, mình kêu nó đó là channel của anh Tiến Hạnh chưa về, nhưng mình kêu nó không có trả lời. Oxygen the mouse éo hiểu cái anh tiến hành này chắc là cũng khá là buồn, tại vì channel đã bị mất của ảnh khá là nhiều lượt subscribe. Nếu như các bạn muốn giúp anh Tiến Hạnh những vị subscribe đó họ tụ các nhà anh em trở về với ảnh thì cùng nhau ấy ảnh thì cùng nhau ấy lợi, và các bạn cùng mình sẽ đi giao dịch tiếng Anh với nó. Well, alright guys, today I have to talk to you guys about what happened to this Tian Tian guy. I don't really know him at all. I didn't know him at all. His name is Searching Llama, the owner, the name of the channel. And he gave me a shout out on one of my videos, and everyone now thinks I hacked Tian Tian 29 or whatever, and that's not the case. I had nothing to do with him being hacked. I don't really know how to get his channel back because I can't get in contact with Searching Llama right now. Just please stop hating on my channel and I will try my best to get his channel back. Thank you. Peace out. Channel 29 29.
Project. Game. Channel. Nào. Của anh ấy lại đi đó, mình cũng mấy đó, hãy phun lại, hãy trả để mình đọc coi. Tôi không hết tiến kiếm 2929 tiền. Tìm kiếm Lavender, xin đừng lại. Tôi không phát tiến tiến hành mà nó không được, nó chỉ hành không được, nó tiến không mà chính là chính. Nó tìm cái Xenovia, xin đừng nói lại tôi hết, mà nó nói là hết, không hết tiến hành. Trời, thấy không? Đúng rồi, phải chạy trên nọ thôi. Giờ về tiến hành bị hack, các youtuber khác cũng đã lên tiếng về bạn nó hack channel của anh tiến hành. Các youtuber cũng đã lên tiếng với nó rồi. So I have to talk to you guys about what happened to this Tian Tian guy. I don't really know him at all. I didn't know him at all. And so my friend hacked this channel, I guess. And he, his name is Searching Llama. Đây, cái YouTuber. Như bạn tường là anh của mẹ mà. Minecraft. Đó. Lấy danh pháp thế kênh như vậy. Mình. Thì mình sẽ không có video qua xem đâu. Đây. Đã. Đầu tiên nổi tiếng hình Limo. Làm. Về. Khá là hư cấu. Việt. Ăn. Ok. Nhưng bạn thấy rõ rồi đấy. Thì cảm ơn mọi người. Và các bạn nhớ và kết quả bọn trên Google đang cố gắng để tài khoản cho anh Chính Thành 2929. Ok thì bọn mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp anh Chính Thành. Để mình xem bảo với cả tài khoản của Google ấy, với cả trên YouTube ấy. Ok, tạm biệt các bạn. Đây thì mình có một điều mình quên chưa nói đó là... Đây. Thì đâu nhỉ? Đây. Và cũng vậy, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn muốn góp ý kiến thì hãy vào ấy của mình. Mình cũng là một YouTuber thì nếu các bạn nào thích ấy thì hãy vô đây trực tiếp với mình để cho mình tiếp theo động lực để làm video tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.